Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng hai mũi chân khép vào nhau, lưng thẳng, cằm hơi thu lại, lưỡi để nhẹ phía trong chân răng hàm trên, mắt nhìn thẳng, tay phải nắm chui quạt, hai tay buông xuôi dọc chỉ quần, quạt chút xuống. Khởi thức, mời các bạn quan sát một lượt. Một, hai, một, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay nâng ngang ngực, tay quạt dựng phía trong, tay trái phía ngoài. Hai, nhún gối thành mã bộ, đồng thời hai tay tách ra, hạ xuống xếp úp trước gối, quạt tay phải. Khởi thức, mẹ, âu cơ, mời các bạn chúng ta quan sát chiêu thức thứ nhất, hư bộ mở quạt. Một, hai, ba, bốn, chiêu thức số 1, hư bộ mở quạt. 1, từ xa xưa chuyển trọng tâm chân trái, rồi đưa chân phải về đinh bộ. Tay quạt vòng xuống đặt ngửa trước bụng, tay trái vòng lên xếp úp ngang ngực. 2, đi khai, chân phải bước lùi rồi chuyển thành hư bộ trái, đồng thời tay quạt đưa lên đặt dọc ngang tai, tay trái úp cổ tay phải. 3, thiên, chân trái lên, nhấc lên 10 cm, quạt dựng, tay trái hạ úp bụng phải, người hơi quay phải. 4, lập địa, đặt mũi chân trái thành hư bộ, mở quạt dựng bên tai, đỉnh quạt số 3, tay trái vòng sang úp bên hông trái, người hướng số 1, mắt nhìn thẳng. Một, hai, ba, bốn. Chiêu thức số 2, độc lập đóng quạt. 1, dồn trọng tâm lên chân trái, hạ quạt ngang bên sườn trái đỉnh số 4, tay trái úp trên góc trước. 2, xoay người sang số 7, hai chân đứng thẳng, nhấc gót chân phải, đồng thời quạt đưa theo và thu lại, đặt ngửa ngang ngực, đầu quạt chếch lên số 7, tay trái đỡ rưỡi tay phải. 3, chân phải nhấc lên, chân trái trùng xuống, đồng thời hai tay hạ xuống úp hai bên hông. 4, đặt gót phải xuống, hai tay đưa lên trước bụng, đỡ dưới tay phải, quạt hơi chếch lên. 5, chuyển trọng tâm lên trên trước thành cung bộ phải. 6, đứng thẳng hai chân, co nâng gối trái, hai tay chọc chếch cao hướng số 7. Mời các bạn cùng tập chiêu thức số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta cùng tập lần thứ 2. Lạc, Long Quân, cùng bao con đi ra nơi biển cả.
Mời các bạn quan sát chiêu thức số 3, chuyển thân hư bộ. 1 2 3 Mời các bạn quay lại phía sau tập đúng hướng. Chiêu thức thứ 3, chuyển thân hư bộ. 1 2 Để chuyển trọng tâm sang chân phải. 3 Đất nước, nhấc mũi chân trái. Chiêu thức thứ 3, 1 2 3 Để đất nước. Mời các bạn quan sát chiêu thức thứ 4, xoay người loan quạt. Mấy rực rỡ, một gấm vóc mãi, dạng rỡ, hai ba bốn. Mời các bạn cùng tập. 1 Mấy chân trái đặt gót số 3, tay trái duỗi ngửa số 3, tay quạt duỗi số 8, đầu quạt số 8. Số 2 Rực rỡ, chuyển trọng tâm chân trái rồi thu chân phải về đinh bộ, đồng thời đưa tay quạt đặt ngửa trên tay trái hướng số 2. 3 Một gấm, chân phải bước lùi số 7, rồi chuyển trọng tâm chân phải, chân trái duỗi thẳng, nhấc mũi chân đồng thời hạ tay quạt xuống dưới khuỷu tay trái. 4 Vóc mãi, quặp chân trái vào trong, xoay người đưa quạt vòng xuống sang số 7, chúc bên hông phải, tay trái duỗi chếch cao số 3. 5 Dạng ngồi mã bộ, tay quạt đưa lên ngang vai số 7, tay trái vòng qua mặt đặt ngửa dưới tay quạt. 6 Rỡ, nâng quạt chếch cao, tay trái úp bên sườn trái, người xoay số 7. 7 8 3 nhịp nhạc, chân giữ nguyên, xoay người sang hướng số 2, tay quạt xoay theo sang chếch cao số 2, tay trái vòng sang úp bên hông trái. Chúng ta cùng tập lại lần nữa chiêu thức số 4. Mấy rực rỡ, một gấm vóc mãi, rạng rỡ, hai ba bốn. Bắt đầu. Mấy rực rỡ, một gấm vóc mãi, rạng rỡ, hai ba bốn. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 5, mã bộ luân chuyển qua bao gian lao. Việt Nam ta, ôi bao yêu thương Việt Nam ta, ngàn lời ru trong bão giông mà ngọt ngào sao câu dân ca. Mời các bạn chúng ta cùng tập chiêu thức số 5. 1 Qua bao gian lao, chuyển sang chân phải, xoay tiếp sang số 3, tay trái đưa lên ngửa chếch cao số 3, tay quạt vòng xuống đặt dưới khuỷu tay trái. 2 Việt Nam, quay về số 1, hai chân đứng thẳng, tay trái dựng trước trán, quạt nằm ngang trước bụng. 3 Ta, trùng gối thành mã bộ,
tay trái dựng trước ngực, quạt về bên hông phải, lòng bàn tay ngửa. 4. Ôi bao yêu thương, giữ nguyên gối và tay, nhấc mũi chân phải, xoay người về số 7. 5. Việt Nam, chân trái bước gót lên số 7, tay trái kéo về úp trước vai phải, tay quạt thả xuống xuôi theo chân trái. Ta chuyển thành cung bộ trái, đồng thời quạt đưa lên ngang vai và mở quạt đỉnh hướng lên trên. 7. Ngàn lời, chân phải thu sát chân trái thành đinh bộ, tay quạt hạ xuống bên sườn trái, tay trái đặt úp góc. 8. Du, chân phải bước gót lên trước, đồng thời hai tay nâng cao lên bằng vai. 9. Trong bão giông, chuyển thành cung bộ phải, đồng thời tay đẩy ra quạt ra trước, tay trái đẩy lòng bàn tay ra số 1, cao ngang vai, ngón tay hướng trước. 10. Ngọt ngào mà chuyển ngồi chân trái, chân phải nhấc mũi chân, quạt đưa chếch cao số 7, tay trái nâng cao chếch số 2. Sao, quắp mũi chân phải vào số 1, chân trái cong, chân phải thẳng, người xoay sang số 2, tay vòng lên cao trên trán chụm lại, đỉnh quạt chúc xuống che mặt, tay trái úp mu tay phải. 12. Câu, chuyển hai chân đứng thẳng, người số 1 tay giữ nguyên. 13. Dân ca, ngồi xuống thành mã bộ, hai tay hạ theo xuống, cổ tay cao ngang ngực, tay trái úp trên tay phải. Chúng ta cùng tập lần thứ 2. Kiêu thức số 5, mã bộ luân chuyển. Qua bao gian lao, Việt Nam, ta ôi bao yêu thương, Việt Nam, ta ngàn lời, du trong bão giông mà ngọt ngào sao, câu dân ca. Chiêu thức số 5, mã bộ luân chuyển. Qua bao gian lao, Việt Nam, ta ôi bao yêu thương, Việt Nam, ta ngàn lời, trong bão giông mà ngọt ngào sao, câu dân ca. Mời các bạn quan sát chiêu thức thứ 6, bước chọc mở quạt. Du con, mẹ du con, tiếng du cả cuộc đời. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 6, bước chọc mở quạt. 1. Du con, người hơi nhích sang trái, gối giữ nguyên, tay giữ nguyên. 2. Mẹ du con, hơi nhích người sang phải. 3. Tiếng du, chuyển hết trọng tâm sang chân trái, đồng thời hai tay đưa hết cỡ cao sang bên trái. 4. Cả, lấy đà đẩy người về đứng thẳng chân, chân trái co ngang gối số 3, hai tay đưa trên đầu, quạt chúc. 5. Cả cuộc đời, chân trái bước chọc sang phải, đồng thời hai tay mở ngang hai bên vai, quạt dựng. Chúng ta cùng tập lần thứ 2, chiêu thức số 6, bước chọc mở quạt. Du con, hai mẹ du con, tiếng du cả cuộc đời.
Mời các bạn quan sát tay quạt từ phía trước. Chiêu thức số 6, bước chọc mở quạt. Một du con, mẹ du con, tiếng du cả cuộc đời. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 7, độc lập thu quạt từ phía trước. Du con, lời du, cất lên từ ngàn đời. 2, 3, 4, biển xanh xanh, trời xanh xanh. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 7, độc lập thu quạt. 1, du con, hai gối khuỵu, hai tay cuộn vào trong rồi xuyên quạt trúc úp chéo số 8, tay trái úp vai phải. 2, 3, lời du cất lên, người xoay trái nâng cao dần về cung bộ trái, hướng số 7. Hai tay giữ nguyên, người hơi lao ra trước. 4, từ, trùng gối chân phải, trọng tâm hai chân, quạt trúc xuống. 5, ngàn đời lùi hẳn về chân phải, nhấc mũi chân trái, hai tay thu về trước trán, quạt trúc xuống, tay trái đè tay phải. Đời, hai tay mở ngửa sang hai bên ngang vai, quạt dựng, mắt nhìn theo quạt. 3, nhịp nhạc, 2, 3, 4, bước gót chân phải lên trước, hai tay thu về trước bụng, quạt dựng, tay trái đỡ giữa tay phải. Biển, số 6, đặt mũi chân phải, người hơi quay trái, đỉnh quạt đưa sát ngực. 7, xanh xanh trời, từ từ chuyển trọng tâm lên chân phải thành cung bộ phải, đồng thời hai tay theo vòng cung đưa dài về số 7. Xanh xanh, co gối trái thành độc lập, đồng thời hai tay mở sang hai bên vai và thu quạt. Mời các bạn tập lần thứ 2, chiêu thức số 7, độc lập thu quạt. Du con, lời du, cất lên từ ngàn đời. 2, 3, 4, biển xanh xanh, trời xanh xanh. Mời các bạn quan sát tay ở phía trước của chiêu thức số 7, độc lập thu quạt. Du con, lời du, cất lên từ ngàn đời. 2, 3, 4, biển xanh xanh, trời xanh xanh. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 8, vân thủ. Cho con bao hy vọng, dòng sông xanh. Trời xanh xanh, cho con bao ước vọng. Mời các bạn quay lại và tập chiêu thức số 8, vân thủ. 1, cho con bước lùi chân trái về số 3, hai tay thu về hình cá số 7. 2, bao hy vọng, chuyển trọng tâm sang chân trái, hai tay theo nhau vòng xuống sang trái, tay phải úp, tay trái ngửa. Dòng sông xanh, bước chân phải về mã bộ, hai tay kéo về trước ngực, quạt nằm ngang trước ngực, bàn tay trái dựng đầu quạt, lòng tay hướng ra. 4, trời xanh xanh, chuyển trọng tâm sang phải, hai tay sang phải, tay phải trên tay trái, dưới khuỷu tay phải. 5, cho con chuyển sang trái, hai tay vòng xuống sang trái, tay trái cao, ngửa,
tay phải thấp. Bao ước vọng, thu chân phải về mã bộ, hai tay trước ngực. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 8 vân thủ từ phía trước. Để quan sát phần tay, cho con bao hy vọng, dòng sông xanh, trời xanh xanh. Cho con bao ước vọng. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 9 hạ thế. 4 nhịp nhạc. 1, 2, 3, 4. Lửa đã cháy. Ở phía trước, lửa sáng mãi. Mời các bạn cùng tập đúng hướng của người tập. Chiêu thức số 9 hạ thế. 1, 4 nhịp nhạc. Đạp chân trái sang ngang hướng số 3. Đưa quạt sang số 8, dựng quạt cao ngang vai. Tay trái dựng nghiêng dưới khuỷu tay phải. 2, lửa đã cháy, hạ thế. 3, ở phía trước, chuyển dần trọng tâm sang chân trái. Tay trái dần dẫn sang trước gối trái. 4, lửa sáng mãi, hoàn thành cung bộ trái. Tay trái dựng trên gối trái, tay quạt đặt ngang hông, đầu quạt hướng số 3. Mời các bạn tập. 1, 2, 3, 4, lửa đã cháy. Ở phía trước, lửa sáng mãi. Mời các bạn quan sát ở phía trước những động tác của tay phối hợp trong chiêu thức số 9 hạ thế. 4 nhịp nhạc. 1, 2, 3, 4, lửa đã cháy. Ở phía trước, lửa sáng mãi. Chiêu thức số 10, độc lập xoay chuyển. Tình, đất, nước. 1, 2, nên bao năm cha, hành quân xa, nay thêm bao con, cùng đi xa. Một màu xanh như áo cha. Mời các bạn cùng tập chiêu thức số 10 đúng hướng của người tập độc lập xoay chuyển. Một tình, hơi mở lùi mũi chân trái. Hai đất, bước gót phải lên trước thả quạt xuôi xuống. Ba nước, chuyển trọng tâm thành cung bộ phải. Hai nhịp nhạc, kéo chân trái co gối thành thế độc lập, đồng thời đưa tay quạt lên trên đầu và mở quạt, đỉnh quạt hướng số 7, tay trái úp trước vai phải. 5, nên bao năm cha, đặt gót trái lên phía trước, check số 4, khoảng cách ngang 20cm, tay giữ nguyên. 6, hành quân xa, chuyển trọng tâm lên chân trái, mũi chân quặp vào, nâng ngửa tay trái lên cao số 3, tay quạt úp trước bàn tay trái. 7, nay thêm bao con, xoay phải về số 8, thành hư bộ phải, hai tay tách ra, tay trái về hướng số 4, tay quạt dần chéo úp trước gối phải, người hơi cúi. 8, cùng đi xa, tay giữ nguyên, chuyển trọng tâm chân phải, người xoay phải về số 4, tay trái số 8. 9, một màu xanh, xoay người về số 5, rút chân
trái về cạnh, chân phải bước chị đinh, hai tay thu về trước ngực, quạt trúc tay trái úp ngoài tay phải. Như áo cha, quay người về số 3, đứng thẳng hai chân. Tay quạt đưa thẳng lên cao và thu quạt, tay trái úp vai phải. Mời các bạn tập chiêu thức số 10, độc lập xoay chuyển. Tình, đất, nước, một, hai, nên bao năm cha, hành quân xa, nay thêm bao con, cùng đi xa, một màu xanh. Như áo cha, mời các bạn quan sát các thế tay của chiêu thức số 10, độc lập xoay chuyển. Tình, đất, nước, một, hai, nên bao năm cha, hành quân xa, nay thêm bao con, cùng đi xa, một màu xanh. Như áo cha, mời các bạn quan sát chiêu thức số 11, hư bộ tỳ bà từ phía trước, để mẹ, lại du, trong, bao la, à ơi, ơi, à ơi, à ơi, ơi, à, ơi. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 11 theo đúng hướng của người tập. Một, để mẹ, bước gót chân phải lên số 1, hai tay vòng sang số 5, xếp ngang vai. Hai, lại du, chuyển trọng tâm lên chân phải, hai tay hạ xuống ngang hông. Ba, trong bao la, xoay người, bước chân trái lên số 1 thành hư bộ. Hai tay vòng xuống theo chân trái lên số 1 thành thế tỳ bà. 4. À ơi, đặt xoay bàn chân trái vào trong thành mã bộ, người xoay phải số 7. Bàn tay trái ngửa bên trái, ngón tay hướng số 1, tay quạt úp trước ngực. Ơi, số 5, xoay mũi chân trái về số 1, trọng tâm nhiều về chân phải, đồng thời đưa hai tay sang ngang, lật hai bàn tay lại. 6. À ơi, xoay eo về số 1, kéo chân phải, đặt mũi chân ngang chân trái, hai tay theo đà ra trước. À ơi, xoay eo sang trái, hai tay theo người về số 3, chuyển trọng tâm chân phải, lật hai tay lại. Ơi, chuyển trọng tâm sang chân trái, hai tay đi xuống. À ơi, xoay người bước chân phải sang số 7 thành hư bộ phải, hai tay vòng sang số 7 thành thế tỳ bà. Chúng ta cùng tập lần thứ hai chiêu thức số 11 theo đúng hướng, để mẹ, lại du, trong, bao la, à ơi, ơi, à ơi, à ơi, ơi, à, ơi. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 12, tiến bộ thu quạt từ phía trước. Một, chân trái lùi sau chân phải.
2. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, mời các bạn cùng tập chiêu thức số 12, tiến bộ thu quạt theo đúng hướng của người tập. Một, chân trái lùi sau chân phải, hai tay đưa lên cao bật mở quạt, đỉnh quạt số 3, người hướng số 1. 2. Ngồi trùng hai gối, xoay quạt hạ xuống trước ngực, tay trái đỡ dưới tay phải. 3. Đứng lên, hai tay mở hai bên rồi đưa lên cao dựng, tay trái úp mu tay phải. 4. Đứng yên, xoay quạt trên cao. 5. Chân trái bước lên số 2 thành hư bộ, đặt mũi chân, tay trái đẩy ra số 2, cửu tay trên gối trái, quạt kéo về dựng bên tay phải, đỉnh quạt hướng số 2. 6. Bước nháy hai bước về số 3, bước gót, tay giữ nguyên. 7. Tay quạt hạ ngang xuống dưới tay trái, chân phải bước cạnh chân trái, đứng thẳng, đồng thời hai tay duỗi về số 3, cao ngang vai, thu quạt, đầu quạt về số 3, tay trái xếp úp cổ tay phải. Cùng tập lần thứ 2, chiêu thức số 12. 1, tà, 2, tà, 3, tà, 4, tà, 5, tà, 6, tà, 7, tà. Các bạn cùng quan sát chiêu thức số 13, thoái bộ đảo quạt từ phía trước. Du con, mẹ du con, tiếng du cả cuộc đời. Du con, lời du cất lên từ ngàn đời. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 13 theo đúng hướng của người tập. Du con, chân phải bước lùi, hai tay hạ thành thế thì bà. Mẹ du con chuyển trọng tâm về chân phải, bàn tay trái xoay ngửa, tay quạt vòng xuống đưa lên ngang vai, hướng số 8 mở quạt. Tiếng du, chân trái về đinh bộ, thu tay quạt về dựng bên tai, tay trái ngửa. Cả cuộc đời, bước lùi chân trái chuyển thành hư bộ trái, tay quạt xoay ngang rồi đẩy về số 3, tay trái thu về sườn trái. Du con, nhấc gót chân phải, tay trái hạ xuống, tay quạt xoay lật, lòng bàn tay hướng số 1, đỉnh quạt số 3. Lời du, nhấc chân phải, tay trái ngửa ngang vai, tay quạt xoay một vòng dựng lên. Cất lên, bước lùi chân phải về số 7, tay trái thu về tai. Từ ngàn đời, ngồi vào chân phải, tay trái vuốt ra thu quạt. 6 nhịp nhạc, 2, 3, xoay phải từ hướng 3 sang hướng 7, đứng thẳng hai chân, đồng thời tay phải vuốt thẳng đỉnh quạt lên cao. Tay trái ngửa bên sườn trái, hai chân đứng thẳng. Chúng ta cùng tập chiêu thức thứ 13 theo đúng hướng của người tập. Du con, mẹ du con, tiếng du cả cuộc đời. Du con, lời du cất lên từ ngàn đời. 2, 3, 4, 5, 6. Duyên sai bước. Tiếp tục lần thứ 2, chúng ta luyện tập chiêu thức số 13, thoái bộ thu quạt theo đúng hướng của người tập.
du con. Mẹ du con. Tiếng du cả cuộc đời. Du con lời du cất lên từ ngàn đời. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Mời các bạn quan sát lại động tác của tay với hướng ngược lại. Chiêu thức số 13. Du con. Mẹ du con. Tiếng du cả cuộc đời. Du con lời du cất lên từ ngàn đời. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Các bạn quan sát chiêu thức số 14, phân cước điểm quạt phía sau theo hướng ngược lại. Biển xanh xanh, trời xanh xanh, cho con bao hy vọng. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 14, phân cước điểm quạt phía sau theo hướng của người tập. Biển xanh xanh, trùng hai gối, hơi xoay eo trái, hạ chuôi quạt vào lòng bàn tay trái. Trời xanh xanh, xoay quạt vòng về chúc trước gối phải, tay trái đỡ dưới quạt, nhấc gót chân phải. Cho con, gối trái thấp xuống, nhấc gối chân phải lên cao hơn, tay quạt nâng cao trên đầu, tay trái lên ngang vai, ngửa tay. Bao hy vọng, chân trái đứng lên, chân phải duỗi về số 7, tay quạt vòng lên điểm về số 4, tay trái lật đẩy ở cách cao số 7, quay đầu nhìn quạt. Chiêu thức số 14, tập lần thứ 2, biển xanh xanh, trời xanh xanh, cho con bao hy vọng. Chúng ta cùng tập lần thứ hai, chiêu thức số 14, biển xanh xanh, trời xanh xanh, cho con bao hy vọng. Các bạn quan sát chiêu thức số 15 theo hướng ngược lại của người tập. Dòng sông xanh, trời xanh xanh, cho con bao ước vọng. 2, 3, 4. Lửa đã cháy ở phía trước. Chiêu thức số 15. Dòng sông xanh, chân phải gập gối vuông góc với người, tay quạt dựng bên tai, tay trái úp vai phải. Trời xanh xanh, lùi chân phải liên tiếp, chân trái thẳng, chân phải cong gối, người lao theo chân phải, tay trái cao cách số 7, tay quạt đưa ra sau bật mạnh, quạt dựng song song chân trái, ngoái đầu nhìn quạt. Cho con, ngồi chân trái đưa quạt về số 7, cao ngang vai quạt chúc, nhấc mũi chân phải lên, tay trái úp kiểu tay phải. Bao ước vọng, xoay mũi chân phải về số 1 qua mã bộ, rồi chuyển trọng tâm về chân phải, quạt chúc bên trái, tay trái khoanh đặt trên tay phải. 2, 3, 4 nhịp, thu chân trái về, hai chân đứng thẳng, chéo số 2, tay quạt đưa lên dựng thẳng, thu quạt, tay trái úp vai phải. Lửa đã cháy, trùng gối thành đinh bộ phải, bẻ quạt nằm ngang đỉnh số 3. Ở phía trước, nâng gối trái thành độc lập, tay trái qua vai trái rồi đẩy dựng bàn tay ra số 3. Mắt nhìn thẳng, tay quạt đẩy lên cao.
Chúng ta cùng tập lần thứ 2, chiêu thức số 15. Dòng sông xanh, trời xanh xanh, cho con bao ước vọng. 2, 3, 4, lửa đã cháy ở phía trước. Tiến bộ độc lập mở quạt. Mời các bạn quan sát. Lửa sáng mãi. 2, 3, 4. Tình cả. 2, 3. Đất nước. 2, 3, 4. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 16, tiến bộ mở quạt. Lửa sáng, đặt gót trái lên trước, hai tay theo nhau đi xuống quạt trúc. Đồng thời chuyển trọng tâm lên trước, hai tay đi tiếp ra sau. Mãi, bước gót phải lên, hai tay theo nhau vòng lên cao ra trước trán. Tay trái hướng số 3, lòng bàn tay quạt quay số 1, lòng bàn tay trái số 5. 3 nhịp nhạc, chuyển trọng tâm lên trước, tay trái đẩy về số 3, tay phải về số 7, đỉnh quạt thúc số 7. Bước tiếp, gót trái lên phía trước, tay trái đi qua vai phải, ngửa sang bên hông trái. Tình, tay quạt vòng xa số 1. 2 nhịp nhạc, chuyển trọng tâm lên chân trước, co gối phải ngang bụng số 2, người hơi gập vào gối. Tay trái cao ngang vai đẩy ra số 5, tay phải mở quạt nằm ngang trên chiếc gối phải. 6, đất, bước lùi chân phải về số 7, xoay quạt trúc xuống diện quạt số 1, đỉnh quạt tay trái đỡ góc quạt dưới. Nước, ngồi vào chân phải, nhấc mũi chân trái, quạt nâng cao ngang đầu bên trái. 4 nhịp nhạc, xoay mũi chân trái về số 1, chuyển thành mã bộ. Quạt vòng tiếp sang số 7, đỉnh quạt số 7, tay trái trên đầu, lòng bàn tay ngửa. Chúng ta tập lần thứ 2, lửa sáng mãi. 1, 2, 3, tình, 2, 3, đất, 2, nước, 2, 3, 4. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 17. Nên bao năm cha hành quân xa, nay thêm bao con cùng đi xa. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 17 theo đúng hướng của người tập. Nên bao năm cha, xoay phải, bước gót trái lên số 7, đồng thời tay trái thu quạt. Hành quân xa, người xoay phải, quẹp mũi chân trái về số 4, tay quạt vung lên ngang trên đầu, tay trái hạ xuống trước bụng, trọng tâm hai chân. Nay thêm bao con, tay quạt vòng xuống ngửa trước gối phải, chân thành hư bộ phải, tay trái vòng lên, úp vai phải. Cùng đi thu chân phải về bộ đinh, tay quạt lên trên đầu, đỉnh quạt số 4. Người hơi quay phải, tay trái đẩy khoanh trước ngực, trùng hai gối sâu. Xa, nâng chân phải lên ngang bụng, gối hơi cong, đồng thời vòng tay quạt ngang vai hướng số 8, mở quạt trúc đất, tay trái đẩy số 4. Tập lần thứ 2, chiêu thức số 17. Nên bao năm cha hành quân xa, nay thêm bao con cùng đi
xa. Chiêu thức số 18, các bạn quan sát về hướng người tập. Một màu xanh như áo cha để mẹ lại du trong bao la. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à ơi. Mời các bạn cùng tập chiêu thức số 18 theo đúng hướng của người tập. Một màu xanh co gối phải, xoay về đặt gót số 1. Quạt dựng ngang, diện quạt quay vào ngực. Tay trái cao ngang vai, lòng tay số 3, ngón tay số 1. Rồi từ từ xoay dọc quạt lại. Như áo chuyển cung bộ chân phải, đồng thời đẩy quạt ra phía trước. Cha ngồi lùi chân trái, tay trái vuốt thu quạt. Để mẹ thu chân phải về bộ đinh, hai tay vòng xuống, thả hai bên người. Lại du bước gót chân phải về số 7, rồi thu chân trái về đinh bộ. Đồng thời hai tay mở sang hai bên vòng lên đầu. Trong hai tay hạ xuống, xếp khoanh trước vai trái. Khuỷu tay trái chếch lên số 4 và nằm dưới tay phải, tay quạt ở trên cánh tay trái, người hơi quay trái. Bao la, bước chân trái chéo số 8, trọng tâm dồn ra trước, đồng thời bật quạt. Diện quạt số 8, đỉnh quạt chúc xuống, tay trái đẩy cao hướng số 4. À ơi, lật quạt dựng lên. Ơi à ơi, bước lùi hai bước chéo về số 4. Thu quạt về dựng quạt trước ngược trái, tay trái đỡ dưới quạt. À ơi, hai tay đưa sang số 3 cao ngang vai, tay quạt lòng bàn tay quay ra số 1, lòng bàn tay trái quay số 5. Ơi à ơi, xoay người bên phải một vòng về số 3, hai chân thẳng nâng gót phải, tay quạt theo đà về úp sau lưng, tay trái dựng trước ngực, mặt quay số 1. Chúng ta cùng tập theo đúng hướng của người tập chiêu thức số 18. Một màu xanh như áo cha thu quạt, để mẹ lại du trong bao la. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à ơi. Cùng tập lần thứ hai chiêu thức số 18. Một màu xanh như áo cha, để mẹ lại du trong bao la. À ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi à ơi. Tiếp theo là phần cuối cùng, thu thế. Mời các bạn quan sát một lượt. À ơi, ơi, à ơi, à ơi, ơi à ơi, à ơi, ơi, à ơi. Chúng ta cùng tập phần thu thế theo đúng hướng của người tập. À ơi, thu chân phải về đinh bộ, quạt chúc xuống bên đùi. Ơi, bước gót chân phải lên số 1, tay quạt đưa sang số 4. À ơi, chân phải chuyển thành cung bộ phải, tay quạt vung lên ra số 1, đập dọc đỉnh quạt số 1, tay trái theo lên cao. À ơi, ngồi chân trái, gập đỉnh quạt vào ngực, tay trái đặt góc quạt. Ơi à ơi, bước gót chân trái lên trước, tay trái thu vuốt quạt,
À ơi, dồn trọng tâm lên chân trái, hai tay vòng xuống đặt song song chân phải, mắt nhìn theo quạt. Ơi, hai tay vòng lên ra trước, đồng thời kéo chân phải lên, đặt mũi chân ngang chân phải. À ơi, rồi từ từ đứng thẳng lên hai chân, hai tay cũng từ từ hạ xuống, duỗi hai bên đùi rồi thu chân trái về sát chân phải. Kết thúc bài tập, các bạn cùng tập phần thu thế. À ơi, ơi, à, ơi, à ơi, ơi, à, ơi, à ơi, ơi, à, ơi, hai, ba, bốn. Các bạn quan sát phần thu thế từ phía trước để làm theo động tác tay. À ơi, ơi, à, ơi, à ơi, ơi, à ơi, à ơi, ơi, à ơi. Cuộc